đang ở hồ cầu này rất là nặng luôn, hồ vừa bơi cả cho nên là xoắn ốc ếch đang ủ bơi các bác nha. Vẫn cứ là bài lơ cá số 3. Cái bài này thì ủ ốc nó sẽ không bo lồm ngồm như kiểu các loài mồi bà khác đâu, ốc nó sẽ nằm im. Điều kiện quan trọng nhất khi ủ cái thỉnh này về ốc đó là ốc phải thật là khỏe, chứ ốc khỏe mới chịu được. Còn ốc yếu mà khi mà ủ kiểu này á, một số nó sẽ chết hết. Nên ốc khỏe nha. Trời nóng quá nên là phi bơi xuống đổ luôn các bác nhá, khỏi cần thuyền. Chơi chủ không lâu quá. Đánh thủ bơi trên nước ở đây cũng cảm giác cũng sạch sạch hết. Bơi bị ghẻ không thì chưa biết. Em đang trên đường phi ra hồ, lúc chiều đổ môi xong thì về ăn uống nghỉ ngơi chản chế xong dư phi ra hồ. Nhưng mà chắc em ra hồ cũng chỉ để ngủ thôi, không đánh các bác nhá. Trải một cái gọi là một cái tấm xốp êm đặt trên Shopee về, xong rồi ngủ ở đó. Sáng mai dậy đánh sớm, em không đánh đêm, không phải là không thích đánh mà là đánh đêm là không quay được cho các bác xem. Cho nên là sáng sớm mai em mới bắt đầu đặt máy rồi mới đánh. Ok nhá, đặt trên đường ra. Em đang thiết kế tủ đồ để ngủ thôi nhá. Khi ngủ được xé cảm giác hơi nóng. Trai mấy cái em còn shop ấy, mấy cái này mua ở Shopee có tầm 100.000 một tấm đó. Cực kỳ êm luôn. Có chắn. Có gối. Trước khi ngủ một quạt thì các bạn nhé. Vì nó hấu à, đấy là chế độ trầm nhanh cho những người tay chân. Tay tắt đèn cho họ chơi cho sắp mặt luôn á. Ngủ nó còn tháo mù nữa. À. Thôi chào các bác, hẹn các bác sáng mai gấp cá. Ô cuộn ơi. Cân nó gì xuống nữa. Hơi dừng lên rồi. Mít ôi mít. Còn nó bơi đâu đâu dưa mình răng. Dư. Bơi ra. Răng nhưng mình nặng lắm. Kết, răng kết. Không quay được luôn á. Không cần quay không? Dừng lên.
Ừ. Ừ. Mày đây. Anh đi qua bên đây. Em cầm vợt đấy. Em chui trước mặt con vợt á, lôi quá được cân anh không hôn rồi. Chưa. Đừng để chung là được. Khẩn luôn luôn quá nhỉ. Em đi luôn quá đi. Không được em mới đừng nói. Rồi em quay ngược lại đây. Cuốn cái cắn quay ngược lại đây. Con này không phải. Ôi này cuốn trượt đấy. Kiểu em ơi. Anh là biết đâu cả cái mối chứ. Chưa đúng không? Nhìn anh thấy liền nhá. Chọn đi mày treo. Ô bố đi. Chà mệt quá đấy chứ nè. Không phải. Không giữa được này. Khỏe, đã khỏe lắm. Vẫn luôn. Ừ, chả quá đỉnh luôn. Ta mới luôn. Mẹ cứ nghe điện thoại ra đây. Không đồng à? Bóng à? Lối kia đấy. Anh cơ bằng. Là hai chuột. Hả? Hai chuột đây. Có cá. Ôi đồng rồi, đồng rồi. Vừa bỏ xuống trước thì nó kia lắm. Mày quay thế lắm mày. Đó, nó lưng lại mày cho lưng. Cháu bổ ra trước cái bất kỳ mà. Ừ thì nó ốm quần nó thôi, nhưng này đây mấy phát đây. Chú ơi, tôi nhá, để con. Quá chủ đó, chủ kèo đấy. Quá bên đây không? Quá đây đấy. Bổ ra chưa kịp làm gì đâu các bác nhá. Bổ ra pháo đang còn một gang thì từ đến đây luôn. Nhất cái gì? Không nhầm ép bởi vì là cái dù này đứt nát quá đó. Bắt cả con nữa. Thank you.
đầu ấy, không đúng lắm. Thôi thôi thôi. Một đầu đây. Rồi, không đúng. Ôi. Rồi, ăn rồi. Hào là một. Biến không, biến không? Ngọc được. Hả? Còn đi 8, 9, 7 cân gì không? Biến không mày ơi? 8, 8, 9, 7 rồi. Điện thật đấy. Đóng vô cái lô đít đấy chứ. Qua được, qua được. Ok, nó kết thúc rồi. Ok. Hiện tại là 12 giờ trưa. Cả ngưng ăn hẳn luôn các bạn nhá. Em là Mít đang chui xuống gầm xe. Mít. Năm nghỉ trưa đấy một tí xong rồi dây chế biến như con cá mà lúc này câu được á. Chắc là hôm nay đổi món làm món ốc dứa nhá. Đi 5.000 một tí đó. Bây giờ con cá nó sẽ mang đi ôm dứa. Không có cái nôi nào mà để vừa nó hết á. Chắc là phải cắt nó thành 3 khúc. Cái giáo nhỏ tí tí mà có vò chứ. Nè có tên luôn các bác này, lừa cá hoa này. Nó cắt được xương cá luôn. Cũng có cá. Chỉ còn rạn quá cho đỡ tánh thôi chứ không phải là làm chín luôn các bác nhá. Xong rồi bắt đầu là cho các đồ gia vị khác vào như mấy cái đồ về ốp cho họ có. Cũng là tải tải rồi, gần chín rồi. Mục đích rạn quá thì nó khó để cho đỡ tánh thôi, không phải đờ mà nó khử mới tánh của cá. Cá sống cũng háo phết á. Dính ơi. Cái chảo này không phải là chảo chống dính. Wow, này, chín đấy này. Cái này là thời khuyến mại, hàng tăng không bán trong cái nước mắm á. Tăng các bác nhá, đồ tăng. Không quả dứa vừa trộm được, cháu vẫn nốt luôn. Hình như anh chưa có thấy cái quả dứa không phải. Đi mất một con
nữa đó. Chỉ nó có nhá. 677-49 chứ. Thì cùng 9, nói chung là hiện tại đói lắm rồi. Làm cân bún. Nồi cả óm nữa. Chuyện thôi. Cứ phải làm miếng cá đầu tiên ạ. À đây là đây, là đây. Cho một cái miếng miếng bùng nhá, làm miếng bùng đầu tiên các bác nhá. U cha cha. Thịt trắng non này. Mời các bác nha. Dạ lắm. Làm đây một bát. Ăn cà phê. Làm mình rau các bác nhé. Ăn đi có bị béo ấy. Hình như ăn cả là không béo. Ăn là bùng ngọt hết. Ê, cực ngon lắm. Miếng đầu đây hằn ngầm xấu rau nó đâu nó rạn nó mới thao quá. Hôm trưa 1 giờ hơn rồi mới giờ 5 rưỡi, 5 giờ 22 phút thì khủng nhá. Nên là gia vị hẳn thẩm nó tương thử thịt luôn á. Cá chua phải dừa như toàn là vị cá. Đậu phụ vị cá. Làm một bát bún. Chù chà. Trông ngây luôn á. Phải đầy đủ. Phải đầy đủ, phải có cá. Mấy cái miếng ở dưới ấy này, béo lắm. Mời các bác nhá. Hết trời luôn, có ai làm món bún cá trắm đen không? Trước kia chưa ai làm nữa. Là một miếng to, thật là to. Không vừa mồm được, không vừa mồm được. Đi luôn cả. Thôi cho anh em với caramel vào ăn nhá. Không có anh em đây còn đập chết. Ok. Ở nhà đấy này, phía ở nhà đấy này, vừa đấy là tránh nhau ăn đâu. Mà mình hỏi nếu mà vừa ăn đâu thì tối tao ăn được chứ. Đâu này. Bữa bố cùng ăn xong sớm nhất các bác nhá. Để cho anh em chuyển ở sau. Em đi chắc phải đi xe ngủ giấc. Anh em còn đang chuyển mà. Mắt chúng tôi nhiều cái đến nay hầu cấu. Anh em ăn uống xong thôi kể chuyện tào lao tào lao. Chắc là thủ cân nha các bác.
kết thúc trận chiến các bác nhá. Bây giờ em rút quân về. Trận này thì nắng mưa rất là thất thường, và đây là ngày thứ ba trong cái chuỗi nắng mưa. Hai ngày trước cũng nắng mưa tương tự như hôm nay, cho nên là cá vẫn cứ đen bình thường các bác nhá. Trận này cá đen nhiều nhưng mà em giật cũng hơi xịt hơi nhiều. Thôi chào các bác, hẹn các bác clip sau.